Xin kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị và bà con, tại Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai, rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao được thiết lập, mưa xuất hiện rải rác ở vùng núi. Bà con nơi đây cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong mưa dông. Đến trưa chiều mai, trời nhiều mây hơn ở vùng núi, vùng đồng bằng và hai tỉnh Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng. Nhiệt độ trưa chiều toàn miền dao động ở ngưỡng 33 đến 36 độ. Từ khoảng chiều tối mai, mưa xảy ra nhiều hơn, vùng núi và trung du có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Bà con cần hết sức cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như dông, lốc và gió giật mạnh. Dọc các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày mai tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất tại đây phổ biến ở ngưỡng 35 đến 38 độ. Riêng các tỉnh phía Nam như Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ ở khoảng là 33 đến 35 độ. Thưa bà con, tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay lúa sạ trà đầu đang trổ về, lúa đại trà đang làm đồng, lúa sạ muộn đang đứng cái. Dự kiến lúa trổ tập trung từ nay đến cuối tháng 7. Qua điều tra thực tế trên đồng ruộng, các đối tượng dịch hại chính từ nay đến cuối vụ như sau. Sâu cuốn lá nhỏ, dự kiến sâu non sẽ nở kéo dài từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, gây hại trực tiếp lá đồng giai đoạn trổ, chắc xanh. Cần đặc biệt lưu ý các chân ruộng đang có lá đồng xanh mướt. Ngoài ra, dày tiếp tục nở và gia tăng mật độ từ sau ngày 20 tháng 7. Bệnh khô vằn, bệnh thối bẹ lá đồng tiếp tục phát triển gây hại trên các chân ruộng xạ dày, bón phân không cân đối. Bệnh lem lép hạt phát sinh gây hại diện rộng nếu giai đoạn lúa trổ gặp thời tiết nắng nóng xen lẫn có mưa nhẹ, phổ biến ở các chân ruộng cao. Do vậy, ngành nông nghiệp cũng như là bà con cần tăng cường kiểm tra, giám sát đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá mật độ tỷ lệ gây hại để chủ động phun thuốc phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục với tình hình thời tiết, gió mùa Tây Nam tạm thời hoạt động yếu đi. Trong đêm nay và ngày mai, mưa dông xảy ra rải rác tại vùng cao Tây Nguyên vào lúc chiều tối với cường độ không nhiều. Trong khi đó, Nam Bộ mưa sẽ xảy ra đều hơn về diện và cường độ. Người dân khu vực cần hết sức đề phòng với hiện tượng dông sét và gió giật mạnh khi có mưa. Nền nhiệt tại các tỉnh thành phía Nam biến đổi không nhiều. Trưa chiều mai, vùng cao nguyên dao động ở ngưỡng là 28 đến 31 độ và các tỉnh thành Nam Bộ từ 29 đến 32 độ. Thưa bà con, vào mùa mưa, trên các vườn cây ăn trái hay xuất hiện dày, dẹp, nấm, vi khuẩn gây bệnh. Do vậy, để phòng trừ sâu bệnh trong mùa mưa cho vườn cây, bà con cần chú ý. Tỉa bỏ những cành sâu bệnh, cành vô hiệu để vườn cây được thông thoáng. Thu gom tất cả các trái bị sâu bệnh đem tiêu hủy để hạn chế sâu bệnh phát sinh. Dùng vôi bột trải trên đất để diệt mầm bệnh. Dùng vôi pha phèn xanh hoặc là thuốc gốc đồng quét vào gốc cây, cành cây. Thoát nước tốt trong mùa mưa, không để vườn cây bị ngập úng. Những đợt cây ra đọt non, trái non phải phun thuốc trừ sâu vẽ bùa, dày mềm, dày trồng cánh, dẹp sáp. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, phía Đông Nam có nắng nóng, chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày oi nóng, chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông rải rác, vùng đồng bằng khả năng ít xảy ra mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, độ ẩm trung bình từ 72 đến 77%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, phía Bắc ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, độ ẩm trung bình từ 73 đến 78%. Tây Nguyên mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%.
Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.